Ok chào anh em à, hôm nay lại gửi lên cho anh em ít con mồi lua nha anh em. Thì đa phần những con mồi lua này thì những con mồi đã qua sử dụng hàng lấy từ thị trường Nhật về nha anh em. Đó, có những con đỉnh từ thương hiệu như là Smith nè, Duo nè, đó. Đây này Jackson, Jackal, đó. Đây qua là con này. Đó. Rồi. Thì để mình lên cụ thể từng con mồi cho anh em xem. Sắp bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi trong clip sắp lên á thì anh em cứ gửi vào cho shop nhé. Rồi, cảm ơn anh em. Ok, thì gửi cho anh em con số 1. Thì đây một con số 1, một con màu vàng đồng dạ quang rất là đẹp. Đây là một con Teddy F rất là đẹp nha anh em. Đó. Chung thì con này thì nói là chưa qua sử dụng vẫn được luôn, không có xước xát gì hết, phản quang thì xịn sò. Mấy con vàng đồng phản quang tốt thế này thì mấy con cả nó rất là thuốc nha anh em, ngứa mắt gặp là tắt. Thì đây một con Teddy, dài của nó sẽ là 120 mm, nặng của nó sẽ là 18 g, và con này nó sẽ nổi nha anh em, nổi thì anh em kéo nó sẽ đi lửng là dưới mặt nước tí nhé. Thì con này thì chuyên về cho anh em là câu gần, câu kè, nó anh em câu cá nhông, cá vượt, cá chẽm, câu cá mú, cá hồng. Đây, màu rất là đẹp nhé. Rồi, giá công khai con số 1 giá là 115k nha anh em, 115k mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì gửi cho anh em vẫn là một con mồi về cho anh em đánh gần, đánh kè. Câu đầm. Thì đây là một con mồi của hãng Maria nha anh em, Maria. Đây tên của nó đây. Đó. Thì đây một con mồi nó qua sử dụng nha anh em. Đây. Có xây xác nha. Nhưng mà đổi lại cái phần phản quang của nó thì ok, xịn sò nha anh em. Đây. Ý là mình quay trong nhà đó, nếu anh em ra ngoài nắng thì con này nó cực kỳ đẹp nha. Thì con này nó dài sẽ được là 93 mm, nặng sẽ là 12.5 g. Và con này nó nổi nha anh em, nổi, và thêm em kéo áp sình của nó sẽ đi lửng là lắc và lắc lại. Đó. Con này nặng 112 g. Con này nặng là 12.5 g thì anh em về có thể câu đầm cũng rất là ngon nhé. Hay anh em câu gần, câu kè. Rồi, giá công khai mã số 2, giá là 100k nha anh em, 100k mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì sẽ lên cho anh em là một con mồi khá độc lạ. Đây. Một con mồi của hãng Tiaco. Tên của nó lên em. Thì mấy con mồi nào thì mình biết tên thì mình sẽ báo, con nào không biết thì mình sẽ không báo nha nè. Đây mồi còn rất là đẹp nha. Đây. Con Tiaco này nó sẽ chìm nha nè, con này chìm. Đó. Thì con này nó chiều dài nó chỉ được là 60 mm thôi nha nè, 60 mm, nặng nó sẽ là 10 g. Đó, con này về cho anh em câu đầm nhé, câu đầm săn mấy dạng mấy con ở tầng đáy giống như cá mú nè, đó săn mấy cá hồng. Đây, ngon lành nhé, câu chẽm cũng rất là im. Rồi giá công khai mã số 3, giá sẽ là 85k, 85k mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Lucky Cat nha anh em. Đây một con hàng Lucky Cat nhé. Đây. Rất là đẹp nhé, còn rất là đẹp. Tên của nó đây nè, đây, một con Lucky Cat SB. Thì SB là dạng mồi đi lửng nhé nè, mồi đi lửng, lửng còn cái ngót luôn, mà cũng còn rất là đẹp. Thì con Lucky Cat này nó dài sẽ là được là 80 mm nha nè, dài 80 mm, nặng nó sẽ là nặng được là 9.5 g. Và con này nó đi lửng nhé, con này anh em về câu đầm, câu chẽm, câu cá măng, câu nhầm rất là im. Đó. Anh em có thể đánh gần, đánh kè cũng rất là ngon. Rồi, giá công khai mã số 4, giá sẽ là 95k nha anh em, 95k mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Jackson nha anh em. Tên cho nó đây nè, Jackson. ATSB9. Đây, một con mồi của hãng Jackson. Hãng này còn rất là nổi tiếng của Nhật nhé. Đây, phản quang đây. Xịn sò nha anh em. Jackson. Cái này rất là đẹp. Thì con Jackson này thì nó dài là 90 mm nha anh em,
90m, nặng là 8g. Con này anh em về câu câu đầm rất là im nhé, câu đầm xịn sò luôn á, 8g là câu đầm là chuẩn chỉ. Con này thuộc dạng là đi lửng nha nè, con này dạng lửng. Rồi giá công khai mã số 5, giá sẽ là 105k nha nè, 105k mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì gửi cho anh em là một con mồi có xây xác rất là nhiều đây. Đây. Thì đây là một con mồi của hãng Dual nha nè, hãng Dual. Xây xác nhưng mà cái phản quang, cái ảnh kim, cái quăng của con mồi đó này còn rất là đẹp đây. Ở góc nào thì anh em cũng thấy. Đây, phản quang ảnh kim rất là đẹp. Thì đây là một con Dual chuyên về cho anh em câu gần, câu kè nhé. Phản quang ảnh kim rất là đẹp. Săn cá nhông, cá vượt, cá mú, cá hồng. Thì đây là một con Dual, dài của nó là 120mm nha nè, dài 120mm, nặng là 18g, nặng là 18g. Và con này nó lặn mát của nó được chỉ có 40cm thôi nha nè, lặn mát là 40cm, phản quang tốt. Đó, xịn sò, được cái là nó bị xây xác nhiều thôi. Rồi con Dual này mình bán với giá sẽ là 70k nha nè, 70k mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì gửi cho anh em là một con bóp nha nè, một con bóp. Đó. Thì đây là một con bóp dạng mini nha nè, dạng nhỏ này, ngón tay trỏ của mình để vô này, nó nhỏ hơn tí nha. Thì đây là một con bóp của hãng Smith nha nè, tên đây nè. Đó, Smith. Màu cũng rất là đẹp. Đó, con bóp này về cho anh em câu hoàng đế, câu chẽm, câu hanh, câu cháp. Đó, ngon lành, câu cá măng. Thì con bóp này thì hãng Smith, dài của nó là được là 56mm nha anh em, dài 56mm, nặng là 6g thôi nha anh em, nặng là 6g. Rồi, giá công khai con bóp này, con mã số 7, giá công khai sẽ là 95k nha anh em, 95k mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì gửi cho anh em là một con mồi của hãng Tiaco, một con màu vàng, màu đồng. Đây. Màu rất là đẹp, rất là thuốc cá nha. Con này đem về lưu chẻm nha. Tiaco. Lưu chẻm câu đầm, câu hoàng đế rất là êm. Thì con Tiaco này thì nó dài là được là 90mm, nặng là 7g thôi nha nè. Dài 90mm, nặng 7g. Và con này nó nổi, khi anh em kéo, action nó dạng lửng nha nè, lắc và lắc lời. Đây, tên của nó đây. Đó. Có xây xác cái nè, xây xác nhưng mà được cái là cái màu của cái sừng con này rất là đẹp. Rồi giá công khai mã số số 8, giá là 85k nha, 85k mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì gửi cho anh em là một con mồi của hãng Smith nha nè. Đây tên của nó đây, đó, Lock Rap. Thì cái này là con hãng Smith, còn rất là đẹp nha nè. Đây anh em nhìn nào, rất là đẹp. Đó. Chỉnh chỉ nha, rất ok. Thì con Smith này thì nó dài là được là 80mm nha nè, dài 80mm, nặng là 13g. Và con này nó có hai action, một là bóp, hai là đốc. Bóp thì anh em giật các sình nước nó sẽ bắn lên, còn hai là anh em đánh đốc thì nó sẽ lắc qua lắc lại. Đó. Đây cái miệng của nó đây, đó, hai action nha nè. Con này thì về chiên về cho anh em câu đầm nha anh em, câu đầm. Đó. Anh em câu kè cũng được, cũng im. Rồi, giá công khai mã số 9. Con này là dài là được là 80mm nha anh em, dài 80mm, nặng là 13g. Rồi, giá công khai mã số 9, giá là 95k nha anh em, 95k mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì gửi cho anh em là một con mồi của đây anh em, tên của đây, sóc gì đó, Bill Linh ở đất R. Đây tên của nó đó nè, một con mồi từ Nhật về. Đây, phản quang ánh kim đây nè, rất là đẹp nhá. Nói chung này con này còn rất là mới luôn. Ánh kim phản quang này xịn sò nha. Mắt của nó cũng còn rất là ok.
Thì con này nó dài là được 120 mm cho anh em, dài 120 mm, nặng là 12 g. Con này anh em về câu nhồng rất là êm nhé, câu nhồng hôm nay anh em câu vượt, câu ghen, câu kè, câu đầm rất là êm đó. Con này nó dạng nổi như này, nổi và các sình nó sẽ đi lũi 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 đó, lũi xuống thế này, lũi và lấp. Rồi giá công khai mã số 10, giá là 100, giá là 95k là nha nè, 95k mã số 10. Tiếp theo mã 11, mã 11 sẽ là hai con này đó, hai con hãng Smith cho anh em. Đây tên của nó đây, Saguna 95F. Đây một con đầu đỏ, một con trắng, dưới đây là màu hồng đây nè. Đây một con Smith Saguna đó, màu ngoại hình thì đẹp nha anh em, ngoại hình thì đẹp. Đây, hai con này ngoại hình đều rất là đẹp nhé. Hãng này thì rất là tiếng anh em về câu chẽm, câu đầm, câu nhồng khỏi bàn đó. Nhiều anh em câu loại này lắm. Thì con Smith này thì nó dài sẽ là 95 mm nha anh em, dài 95 mm, nặng là 9 g. Con này nó sẽ nổi nha anh em, nổi và khi anh em lua nó sẽ lặn mát được là 40 cm nha. Đó, con này nổi và lặn mát được là 40 cm. Rồi giá công khai, giá sẽ là 105k một con nha anh em, 105k một con đó. 105k một con nha anh em. Rồi giá mã số 11, 105k một con. Tiếp theo mã số 12, 12 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Maria. Đây tên của nó đây anh em, Green M gì nè đó, một con Maria. Con này thì còn rất là mới luôn đó, có thể nói là hàng chua sử dụng vẫn được. Đây lưỡi đây bé ngót nha, đây vẫn vậy, rất là mới nha anh em, lưỡi đây ngon lành. Thì con Maria này thì nó dài là được là 70 mm nha anh em, dài 70 mm, nặng sẽ là 4.5 g. Và con này dạng chuyên về cho anh em dạng câu cần mà dạng ăn L nè, cần ăn L, cần ML, hoặc anh em có thể câu UL cũng được. Thì con này về cho anh em câu hoàng đế nè, câu cá hanh, cá cháp, cá chẽm đó, ngon lành. Dạng nó nhỏ lên nè, nhỏ mà nhẹ, câu hoàng đế cũng rất là im xịn sò. Con này nó có tiếng và biên chợ ném nha anh em. Rồi giá công khai mã số 12, giá là 105k nha anh em, 105k mã số 12. Tiếp theo lên đây đó, lên đây sẽ là mã số 13. 13 gửi cho anh em là một cặp này, cặp này là một cặp mồi của hãng Jackson nha anh em, hàng Jackson. Đây hai con này còn rất là mới nha, có bao lử luôn. Đây, đây sổ kỹ cho anh em xem. Con một quang này thì khoảng quang xịn sò, con trắng này thì màu vẫn đẹp đó, hai con hai màu nha anh em. Màu đẹp nha anh em. Thì con Jackson này thì nó dài là được 105 mm anh em, 105 mm, nặng là 10.5 g. Và con này nó dạng nổi nha anh em, con này nó nổi và dạng ném lua nó sẽ đi lửng là dưới mặt nước. Đây tên của nó đây nè, hàng này thì khá nổi tiếng của Nhật rồi đó, anh em cũng săn rất là nhiều. Con này anh em về cũng câu chậm chẽm, câu rồi câu đầm cũng rất là ok nhé, 10.5 g thì câu đầm ngon lên đó. Action của mấy con này thì rất là đẹp, chỉnh chỉ luôn đó. Rồi giá mình bán một con này, một con giá sẽ là 105k nha anh em, 105k một con nhé, mã số 13. Tiếp theo mã số 14, 14 sẽ lên cho mọi người là một con mồi của hãng Evergreen. Đây con Evergreen này thì cái thìa nó sẽ dài nha anh em, thì dài và lặn, con này lặn rất là sâu nhé, cho anh em đánh chỗ nào nước sâu nha anh em, chỗ nào nước cạn cạn thì khó đánh lắm. Thì tên cho nó đây nè, một con Evergreen đó.
Thì con này thì nó dài là được là 60mm đây này, dài 60mm, nặng sẽ là 6.5g. Và con này nó dạng nó lặn mát của nó được 3m6 như này, lặn mát 3m6. Con này chị cho anh em câu mấy con cá nằm ở tầng đáy nhé, giống như cá mú nè, đó, ngon lành. Con này lặn sâu lắm nha nè, giống như câu cá mú nè, đó. Thì như dạng tùy vào action anh em muốn thôi, anh em kéo mà anh em kéo miết á thì nó sẽ lủi lủi xuống thôi, lụt sâu xuống. Anh em kéo vừa vừa tay thì nó sẽ đi nông hơn một tí. Con này thì nó xây sát nhiều nên mình bán và giá cũng ok. Giá con này mình bán với giá sẽ là 65k nha anh em, 65k mã số 14. Tiếp theo mã số 15. 15 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Lucky Cat. Đây, một con cá nha anh em, con cá Lucky Cat. Con này có tiếng và bị chợ ném. Đây, bé bi. Đó. Thì con Lucky Cat này chuyên về cho anh em câu đầm, câu câu cá lóc cũng được, câu cá hanh, cá cháp cũng rất là ngon. Đó. Con này câu cá lóc thì anh em câu mấy cái vuông tôm nào mà người ta bỏ để hình mà chống chảy á, đây, còn đánh cá lóc là hết bài nha. Thì con này đi dưới nước nó sẽ chìm và gung nha anh em, gung và lắc. Rồi, con Lucky Cat này nó sẽ dài là được là 48mm, nặng là 4g nha anh em, dài 48mm, nặng là 4g. Rồi, giá công khai mã số 15, giá là 100k nha anh em, 100k mã số 15. Tiếp theo mã số 16. Mã số 16 sẽ lên cho anh em là một con mồi của hãng Shimano. Latmino, Shimano nha anh em. Đây. Con này có bi, bi chở ném luôn nha anh em, bi chở ném là tiếng. Đó, khá là xịn, hàng của Shimano. Thì con Shimano này nó dài được là 90mm, nặng là 11g. Và wow, con này nó lặn mát được là 1m6 như này, lặn mát được 1m6. Rồi, giá công khai mã số 16, giá là 90k, một con mồi của hãng Shimano. Khá là đẹp nhé. Tiếp theo mã số 17. 17 lên trên em là một con mồi của hãng Maria. Đó. Maria con này nó sẽ dài là được là 85mm nha anh em, 85mm, nặng là 10.5g. Con này chiên đầm nhé, chiên đầm, chiên chẽm nhé, câu đầm, câu chẽm, câu cá măng, câu cá nhông. Đây, ngon lành, màu thì rất là đẹp. Con này có thể nói là chưa qua sử dụng được luôn anh em, không còn gì phải bàn hết, rất là đẹp nhé, phản quang tốt, lử thì có bao lử bảo vệ luôn, ngon lành, con mọt xịn sò nhé. Con này có tiếng và bi chở ném nha anh em. Con này dạng anh em dạng nó là chìm nha anh em. Con này dạng nó chìm chậm nha, chứ không dục xuống nó chìm từ từ xuống và anh em lua nó tạo action thôi. Đó. Rồi, giá công khai mã số 17, giá là 90k nha anh em. 90k mã số 17. Báo ok nha, màu đẹp, giá rẻ. Tiếp theo mã số 18. 18 sẽ lên cho anh em là hai con này. Đây. Thì hai con này là hai con mồi của hãng Jacko nha anh em. Đây. Hai con mồi Jacko, hàng xịn nha anh em. Đây, hàng xịn, nhìn vô con mắt của nó đây, mê liền. Đó. Họ làm chi tiết, mọi chi tiết đều rất ok nha anh em. Hai con mồi hãng Jacko. Hai con này sẽ là hai con RS 150XB. Đó, hai giác cồ này nó dạng hai giác cồ đi lửng nha anh em. Cho anh em về câu chẽm, câu vàng đế, câu cá hanh, cá cháp, hoặc anh em có thể câu mú cũng được, rất là ngon. Đây. Đẹp nha anh em, hai giác cồ này đẹp. Thì hai giác cồ này nó dài là được là 58mm, nặng là 7g. Hai con này nó đi lửng nha anh em, hai con này đi lửng và nó lặn mát được là 1m5, lặn mát được 1m5. Hai con rất là đẹp. Anh em có thể câu cá nheo cũng được. Con này đánh cá nheo cũng rất là ngon. Đánh cá nheo, cá ngao. Hàng nhất cô mà, xịn sò. Rồi, giá công khai mã số 18, giá là 100k một con nha nè. 100k một con, mã số 18. Tiếp theo mã số 19. 19 sẽ gửi cho anh em là một con mồi của hãng Daiwa. Nè, tên đây, Daiwa nha nè. Bản tên đây, The Minnow F.
đẹp nha anh em. Một con mồi của hãng Daiwa đẹp nhất, bạc ánh kim. Thì con Daiwa này nó sẽ dài là được là 85 mm, nặng là 4.5 gram, khá là nhẹ, chuyên về chẻm nhá, chuyên chẻm chuyên đâm. Rồi giá công khai mã số 19, giá là 90k nha anh em, 90k mã số 19. Tiếp theo mã cuối cùng, mã số 20. Thì mã số 20 thì gửi cho anh em một cặp này. Đây, một cặp chiên gần nhá, chiên gần và còn rất là đẹp luôn. Đây. Con nào cũng đẹp. Con này thì cái lớp ở trong nó sẽ là phản quang dạng trắng trắng. Đó. Con này thì màu phản quang này đẹp. Đó, con nào cũng đẹp, hai con. Thì hai con này là hai con của hãng Tiaco nha anh em, Tiaco. Đó. Hai con này là chiên gần nhá, chiên gần chiên kèo. Hàng cho anh em săn cá nhồng, săn cá vượt, cá hồng. Con này có bi chợ ném luôn nha anh em, hai con này có bi chợ ném và có tiếng nhá. Màu mồi đây. Rất là đẹp, ngoại hình xịn sò nhá. Không còn gì phải bàn. Thì hai con này nó dài là được 130 mm nha anh em, dài 130 mm. Đây, tên đây. 130 mm, nặng là 18 gram. Và hai con này nó nổi, và khi anh em lua nó lặn mát được là 30 cm nha nè, lặn mát được chỉ có 30 cm thôi, dạng nó đi la la lửng lửng, rất là thuốc bên cá nhồng nha. Thấy là táp liền, màu đẹp thế này, phản quang tốt, rất là ngứa mắt nha nè. Rồi giá công khai mình bán một con này, một con giá là 120 nha nè, 120 một con, hàng chiên gần nhá, chiên gần chiên kèn, rất là đẹp. 120 một con nha anh em. Rồi đó, tổng cộng 20 mã mồi lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng con nào có thể chốt để lại shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.